Vương chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là Vương dẫn bạn này ở bên Đức, là quản lý của một cái chuỗi tiệm nail nhưng cũng là thuộc dạng là lớn nhất ở bên Đức rồi, qua thăm một cái chuỗi tiệm nail lớn nhất ở Mỹ. Là cái chuỗi này là cái chuỗi là của Milano với lại NOA của anh Thái Trần á, với lại còn cái tiệm này là tiệm của anh Toàn quản lý. Đây, để trước khi vô á là Vương sẽ có những cái vấn đề nhạy cảm không thể nào nói ở trong tiệm nữa, mà là lương á của mấy cái người thợ ở trong đây làm nhàn, là một tầng là người thợ một trung bình thôi, là làm vừa vừa thôi, là cỡ 1800 đến 1900 là lương á nha, mỗi tầng. Còn về mà tiền tiếp đó, tiền tiếp thì có thành tầng có thể lên được tới cả 1000 đô nữa luôn cho tiền tiếp. 8-900 gì 1000 đô cho dạ. Dạ trước đi. Em cảm ơn ạ. Dạ. Thì đây là một cái ngành phải nói là rất là đặc biệt của Mỹ. Cái ngành này là cái ngành này nuôi sống rất là nhiều người Việt Nam mình ở Mỹ và giúp cho rất là nhiều người Việt Nam mình ở Mỹ kiếm được tiền. Ngành này có từ mấy chục năm rồi bạn. Cái người đầu tiên á mà mang cái ngành này đến cho người Việt của mình á là một cái cô diễn viên rất là nổi tiếng ở Mỹ. Cô đó là cổ thích nuôi thú, nuôi sư tử, nuôi này nuôi kia á. Là cổ hồi xưa là những người Việt Nam đầu tiên qua Mỹ á, là cô đó là cổ dẫn đi làm nail cho kiếm việc cho họ làm, thì thấy người Việt Nam mình khéo tay. Rất là khéo léo, rồi rất là tỉ mỉ, cho nên cổ nói thôi người Việt Nam mình là đi làm nail đi, làm về làm đẹp đi, ngành làm đẹp đi. Cái cổ hướng cho mấy người Việt Nam mình đầu tiên á ở Mỹ này á là qua là làm về nail, cho nên là sau này cái người Việt của mình là nhờ ơn của cổ á, mà là rất là nhiều người bây giờ là làm nail kiếm được rất là nhiều tiền. Nail bây giờ là nó phát triển thành một cái khác rồi, nó không có phải giống như cái thời xưa nữa. Cái thời xưa là nail á là chỉ là làm cái bộ móng tay thôi, còn bây giờ móng tay móng chân thôi, còn bây giờ nail là giờ nó phát triển thành một cái ngành kỹ nghệ, một cái gì đó là giống như là một cái ngành công nghiệp luôn à. Bây giờ hiện tại đang trong đây là khoảng 137 thợ thì có khách chờ đó. Tiệm này là Vương được diễm phúc vô tiệm này là tại vì Vương giúp cho anh này làm cái hệ thống quản lý tiệm chút chút thôi, chưa có quản lý nhiều, nhưng mà đó nhờ Vương làm cho ảnh đó, cho nên là ảnh mà chưa lấy tiền của ảnh nữa. Tối ngày anh đòi trả tiền hoài mà Vương chưa dám lấy. Cho nên là lúc nào Vương vô đây là anh cũng welcome, mới cho vô khoảng 5 khu vực giống vậy. Mỗi khu vực là có một anh quản lý đẹp trai đô con này là đứng đây quản lý. Được đấy không? Đó. Mỗi một cái khu vực như vậy là có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 17 cái ghế á. Đó, còn đây là nguyên cái dàn này là nay bạn này đi thăm chán chơi rồi, giờ anh lấy theo cho coi thêm chứ bạn này coi đã rồi, thấy không? Mỗi một khu vực vậy là có một người quản lý. Anh ơi, có nghĩa là khu vực nào cũng có một người quản lý à anh? Đúng, có một người sẽ đứng ở đây. Đó, thấy anh này là quản lý này, anh đứng, anh là quản lý khu vực đó. Để báo cáo với anh Toàn đúng không ạ? Đúng rồi, coi chỗ nào trống là đưa khách vô. Làm những cái bộ mà làm chân rồi nọ nè, đủ thứ hương vị này nọ nè, là có những chị ở đây mix ra. Đẹp quá à. Những cái mùi hương nhìn rất là đẹp. Đẹp nhờ. Thơm lắm. Đã quay phim là không có quay được cái mùi hương, nhưng quay được cái mùi hương là vô tiệm này nó thơm khủng khiếp luôn. Cái mùi vị hương vị gì đó rồi này nọ để làm chân thôi đó, mà có nhiều đây rồi nè, massage rồi chân rồi này nọ, bạn thấy không? Hồi nãy giờ mình chỉ đi chỉ có một nhánh thôi các bạn, một nhánh bên đây, bây giờ mình sẽ dẫn cho bạn đi coi nhánh bên đây. Trời ơi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cái ghế hai bên, bên đây với lại ở bên đây. Thấy không? À rồi đã, bên đây nè, cũng 1, 2, 3 phòng giống vậy nữa, là tổng cộng là 3, 5, 7 cái phòng và 100, hơn 100 mấy cái ghế á, 130 mấy cái ghế luôn. Phải không nào, không biết làm toán có đúng không, nhưng mà là đại loại là rất là đông. Đã. Qua đây thích quá trời quá đất luôn, đi mà đi đâu cũng thấy lạ hết trơn á. Cái này đẹp quá. Bạn thấy đây là đứng tính tiền đây nè, là đứng tính tiền còn dài hơn cái chợ nữa. Phải xếp hàng mà đứng tính tiền thì xếp hàng như còn hơn cái chợ luôn, để đứng tính tiền luôn mà. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 người đang chờ để tính tiền. Đó, bên Vương là viết ra mấy cái phần mềm giống vậy nè để giúp cho ảnh, giúp cho tiệm của ảnh để mà đặt hẹn á. Đây là khách là đặt hẹn nè. Anh xài một cái màn hình là đâu có đủ đâu. Phải là hai màn hình với lại bên kia nữa, một cái dài nữa mới đủ. Đó, khách mà đặt hẹn nó vô đây liên tục này. Khách đặt online với lại khách gọi vô tiệm để đặt hẹn là mấy anh này sẽ làm. Bỏ vô coi khách là khách gì, mỗi người khách là có profile hết của người khách. Đây là tiệm nail, cũng là chuỗi tiệm nail nhất ở bên Đức, là có nghĩa làm cũng theo một cái phong cách giống như Mỹ luôn đó, cho nên là qua đây để coi Mỹ ra sao để nhập khẩu về Đức á.
Đấy, đây là, còn đây là anh Toàn. Dạ, đây. Đó, đây là anh Toàn này nè. Anh bữa nay là không có nói chuyện được với Vương đâu, quá bận. Không cầm nổi cái phone lên luôn. Thank you em. Xong chưa? Đây, nhìn em vô. Một cái chân lại là Lilian nha. Nhìn vô camera nè, mới thấy được nè. Thấy không? Giờ đây nhìn vô nè. Đó, thấy không? Khách, quá trời khách luôn. Ôm, tiệm mình bao nhiêu cái ghế anh Toàn biết không anh Toàn? 100 cái ghế ha. Vậy là 100 cái ghế, hồi nãy Vương đón gần đúng. À, tính tiền cho khách là bận rộn busy liên tục luôn mới tính nổi tiền. Mấy cái hệ thống của Vương thì run được ở trên cái tiệm này rồi, chắc là qua châu Âu chắc run cũng được. À đây, có một cái hay đó nè. Đó là khách ở đây nha, là mỗi người khách vô là sẽ được rót nước mời khách uống. Uh-huh. Anh cái nước ở đây mình có phải trả tiền không hay là khách được uống free? Không, khách được uống free á. Uống free hết hả? Oh. Uống rượu luôn á. Uh-huh. Này là rượu nè. Cả rượu uống free hả anh? Cả rượu luôn. Đây đây, lấy thử ly nè, vớt thử ly uống ra. Đó, rượu đồ này nọ là miễn phí nữa nè. Để Vương thử chọn ba loại là cái uống nó có ngon hơn không? Thả quá. Đẹp lắm. Ngon. Ngon không anh? Uống cái này chắc là hồi khỏi lái xe luôn á. Đẹp rượu rồi, nước ngọt đồ này nọ nè. Lấy ra còn hơn cái nhà hàng nữa. Wow, service ở đây rất là tốt đúng không anh? Đúng rồi, yeah. Và đây. Đó, khách tính tiền á. Còn anh Toàn là anh làm cái nhiệm vụ mà không ai làm được, là nhiệm vụ chi thên. Thôi giờ Vương chạy ra ngoài. Chi thên cho cả trăm mấy người người thợ đâu phải là bình thường đâu. Đây thôi Vương chạy ra ngoài cho đỡ lộn xộn tiệm ta. Khách lúc nào cũng phu hết. Chị ạ, ở đây đó 140 thợ hiện tại đang hoạt động, đang làm việc ở trong cái tiệm này đấy ai. Wow. Ai cũng busy hết rồi. Ngoài 140 thợ rồi còn có cả tiếp khách nè. Đấy. Đây, Vương đứng ở đây để Vương kể chuyện chút xíu. Đứng ngay chỗ này, ngay cái góc này là không làm phiền ai nè. Nhìn thôi. Nè, đây là cái chỗ relax nhất ở trong chỗ này rồi. Thì giờ Vương sẽ ngồi trong chỗ này để Vương kể về cái ngành nail cho các bạn biết. Là cái ngành nail á, là qua những cái sự giống như nâng cấp bao nhiêu năm á, là bây giờ cái ngành nail này bây giờ nó thành một cái ngành công nghiệp để kiếm tiền, như là nó khác biệt so với lại hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa là làm nail người ta bưng cái thô cái chậu ra làm tay làm chân không đi. Bây giờ làm nail các bạn thấy không, là massage nè, làm đủ thứ kiểu hết. Mà cái gì chứ Vương thấy là kinh doanh á, chắc là Vương nghĩ chắc là kinh doanh về chỗ ở của con người rất có nhu cầu gì, nhu cầu ăn, nhu cầu ở. À, nhu cầu được đẹp nữa, nhu cầu của chị em phụ nữ là phải được đẹp, đúng không? Mà chẳng những trong này có chị em phụ nữ mà có, mình nãy thấy mấy anh vô đây quá trời luôn. Coi như là Vương rất là biết ơn ngành nail này, tại vì nhờ ngành nail này là giúp cho Vương cũng như là có được nhiều khách hàng ủng hộ á. Đó, cho nên là giúp cho Vương có được cái nguồn vốn để cho Vương làm ra thêm những cái khác, giải quyết những nhu cầu khác của con người nữa, là nhu cầu làm đẹp, nhu cầu ở, rồi có đất để ở. Người Việt của mình á, ở Mỹ này á, là rất là nhờ vào cái ngành nail này luôn. Tại qua cái ngành nail này là người Việt của mình ở Mỹ là có cuộc sống như là khá hơn nhiều dân tộc khác rất là nhiều. Người Mỹ mấy bạn thấy nhiều khi người ta đi enjoy, đi tận hưởng vậy á. Nhưng mà tiền ở trong nhà á, là nhiều khi là không nhiều bằng những người đi làm nail hay là những người mà người ta làm trong ngành làm đẹp người Việt Nam mình đâu. Cái người châu Á mình á, ở trong thành phố Houston này á, là người Mỹ đen là thu nhập trung bình là 16.000 đô một năm. Còn người Mỹ trắng là khoảng 80-90 gì một năm á. Còn người châu Á là tới gần 250, gần 300.000 đô một năm luôn. Đó là có nghĩa là cái ngành, tại sao là mình thấy đa số người châu Á ta làm gì? Làm người Việt á, thì là làm về nail, làm về ngành làm đẹp. Thì ngành làm đẹp này mấy bạn thấy không, cũng như là lương ở đây mà thu nhập cỡ này á, thu nhập cũng như là anh Toàn anh trả cũng sợp lắm, quản lý đây anh trả cũng 7-8 ngàn đô gì á một tháng. Rồi còn người đây người làm á là người ta cũng ăn chia, nhưng mỗi tuần á thì mang về income là 1.800-1.900 là ít, là thợ bình thường á. Còn thợ mà thợ chiến á là thôi khỏi nói rồi, cái đó không dám tiết lộ luôn. Mình chưa tính tiền tiếp ở Mỹ này á, thì thường là làm nail ở trong những tiệm này người ta cho tiếp cũng dữ lắm, cho ít nhất là cũng 20%. Những người khi là tùy người, có người sọp cho 20-30%, có người ta cho tiếp cũng rất là nhiều. Cho nên là mấy anh chị đây làm là một tuần là được thêm tiền tiếp, có mấy trăm đô khi cả ngàn đô tiền tiếp nữa, cộng với tiền lương nữa. Quay thấy không, cái số tiền đó là mỗi tháng là làm cho người Việt của mình có cái nguồn income, nguồn thu nhập, rồi nuôi biết bao nhiêu kỹ sư bác sĩ,
mà bây giờ riết là kỹ sư bác sĩ, Vương chính bản thân Vương thấy là nhiều người kỹ sư bác sĩ quay về làm nail luôn, tại làm nail nhiều tiền hơn. Và bao nhiêu người đi học kỹ sư bác sĩ xong rồi cái quay về làm nail, tại làm nail bây giờ phát triển quá nhanh và quá nhiều tiền. Cái khu vực này đây cũng là cái khu vực cơ bản là sang trọng nhất thành phố Houston nè. Khách ở đây, khách sang rồi nọ là ở đây rất là nhiều, khách sang người ta chi cũng sợp hơn nữa. Mở một cái tiệm bằng lớn khủng khiếp luôn. Ở ngoài là đậu xe, nhìn ở chỗ đậu xe là không có chỗ đậu xe luôn á, nhìn ra ngoài. Hồi nãy Vương tới đây là lần nào cũng vậy, mà ở chỗ này coi như là ngày thường cũng giống như là ngày cuối tuần, lúc nào cũng đông dày như vậy luôn á. Có thể là ngày thường đỡ hơn chút xíu nhưng cũng rất là đông luôn. Trong lúc mà Vương quay cái video cuối cùng là như 60 mấy 70 tiệm rồi, mà bây giờ anh Thái ảnh mỗi một năm ảnh mở ra thêm khoảng 10 mấy tiệm nữa. Cái tốc độ phát triển bây giờ tại nó nhanh quá đó. Đó, chắc anh Thái anh cũng cần nhiều người giống như anh Toàn này về phụ ảnh. Anh Thái ảnh đi xây tiệm rồi ảnh chọn những location tốt, còn những người như anh Toàn anh run tiệm, với lại ảnh cũng có hợp tác với lại anh Thái để làm những cái tiệm khác nữa, tạo được một cái mô hình chuẩn rồi đó, là ảnh đi chia sẻ ra cho những cái tiệm khác để bắt chước để làm. Nói chung là công ty của Vương đó là chuyên về làm về phần mềm marketing với lại quản lý. Hồi trước là Vương làm về marketing thôi, mà sau này là Vương kết hợp giữa marketing với lại quản lý cái phần tạo và những cái phần mềm những tiệm nè. Thay bạn thấy khách bước vô tiệm rất nhiều, nhưng mà tại sao mình lại không, hồi trước Vương nghĩ tại sao mình không có lưu giữ những cái người khách đó lại để mình gửi tin nhắn, mình marketing, mình nhắc cái người ta hoài cho tiệm của mình, giống như là gửi tin nhắn như là lâu quá không thấy người ta quay lại á, là mình gửi tin nhắn mình quay kêu khách người ta quay trở lại. Thường thường á là tiệm nail á là Vương nghĩ là 30% khách là người ta sẽ quay lại tiệm thường, không khoảng đúng là khoảng 30% khách là người ta sẽ quay lại tiệm thường xuyên, còn lại là 60-70% khách kia đó là coi như là người ta sẽ cũng quay lại tiệm nhưng mà người ta sẽ ít hơn. Còn khi mà mình dùng những cái tin nhắn đó, mình thấy dùng những cái tin nhắn mình nhắn rồi mình cho người ta những cái promotion rồi này nọ, mình hiểu từng người khách người ta muốn cái gì. Thứ nhất mình phục vụ người ta được tốt hơn, thứ hai nữa là mình cứ nhắc người ta hoài về mình đó thì người ta nhớ, rồi người ta cần mình cái ồ có sẵn giảm giá người ta đến người ta xài thì kích cầu. Rồi Vương làm những phần mềm marketing giống vậy, rồi xong rồi cái mấy anh chị làm này giống như anh Toàn rồi nè, làm xong rồi cái anh mới nói với Vương là thôi bây giờ là ảnh có marketing, giờ ảnh đông khách quá anh đâu cần marketing nữa đâu. Giờ anh chỉ cần là giống như là quản lý thôi, như là đặt hẹn đồ này nọ, rồi chi tiền lương đồ này nọ, rồi làm những cái phần mềm như là nói chung là giúp một cái tiệm nail run á, lấy tiền BOS rồi này nọ cứ làm, mà cứ khách hàng yêu cầu gì cái Vương làm cái đó. Giờ ở Mỹ thì Vương cũng có khách hàng cũng kha khá rồi, giờ gần như là những tiệm nail ở Mỹ là dùng phần mềm của Vương cũng nhiều đó, cho nên là giờ là muốn qua Đức nè. Đây nè, đây giờ tự nhiên bạn này một ngày đẹp trời bạn xuất hiện trước công ty Vương không biết luôn. Anh ơi, em đã tìm anh từ rất lâu đó. Vậy à? Yes, chị. Tìm sao? Kể là quá trình tìm thử coi. Tại vì là em... Nè. Tụi em muốn phát triển lớn lên à. Và tụi em muốn là kiểu như là quản lý được tốt hơn, quản lý giống như ở bên này luôn à. Và tốt hơn nữa. Thế nên là tụi em đã tìm anh rất lâu. Và cũng đã nhắn tin cho anh bao nhiêu lần qua email, Facebook, TikTok này, mà anh không trả lời. Ôi, tại vì là anh có quá rất là nhiều tin nhắn từ rất là nhiều người luôn. Nên là kiểu em cũng nghe anh Thảo kể là nhiều lúc mình không biết là scam hay là thật đúng không? Xong mình không biết là ai đấy. Đấy, thì em hiểu, ok. Sau rồi em làm việc áp lực quá, thế là anh sếp em, anh ấy cho em nghỉ phép không giới hạn chị ạ. Nghỉ phép không giới hạn, có nghĩa là khác gì đuổi rồi còn gì. Trời ơi, sau rồi em bảo, em nghĩ cho đầu, chết rồi. Một là mình làm việc quá kém, hai là mình phải kiếm cho anh ấy một cái cách giải quyết tốt hơn để không bị phụ thuộc vào nhân viên, để không kiểu như là bị quá, kiểu như là bị nhân viên bị quá áp lực giống em ấy, vì lâu vì dài ấy, bị kiểu suy sụp tinh thần ấy. Thế nên là em đã tìm anh ạ. Wow, em với anh Hùng đã tìm anh và em rất vui khi gặp anh luôn ấy. Em vui lắm ấy, thật đấy chị. Yeah. Em nghĩ là tương lai ấy, nếu mà có anh bên cạnh tụi em thì là mình cùng nhau phát triển còn mạnh hơn được nữa. Tự nhiên một ngày đẹp trời có một người từ Đức kiếm mình đó bạn, mà nước Đức là nước mà Vương hâm mộ nữa, cho nên là thôi Vương nói kỳ này bạn mời Vương qua đó để có gì hợp tác để mở một cái chi nhánh, một cái brand ở bên Đức luôn.
Thì tại vì phần mềm của mình là ở bên đó lật lại thì nó khác biệt bên này, lật lại bên châu Âu là nó lật lại rồi này nọ các kiểu, là phải có người ở bên đó mới được. Cho nên là thôi sẵn có thể là hai bên sẽ có nghĩa là Vương bây giờ Vương cho phần mềm, Vương cho bên bạn dùng trước cải thiện gì, rồi xong đó rồi cải thiện xong là có thể là Vương sẽ hợp tác để cùng nhau làm một cái brand ở bên Đức. Có nghĩa là nói là Đức thôi chứ bán cả châu Âu á. Chứ. Cả châu Âu luôn, là cả khối châu Âu luôn. Và chị Nhi cũng đã kể cho em nghe cách làm việc của chị ấy. Yeah, em sẽ làm việc y chang như chị ấy ở bên châu Âu. Và cả anh Thảo nữa. Ấy, hay lắm anh ạ, hay lắm. Sao rồi bây giờ em còn phải tìm một người giống như anh Michael nữa. Technical support kỹ thuật đấy. Yes, đúng rồi. Hey. Em vui lắm anh ạ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Ok, hãy have a safe trip back. Ở bên châu Âu, chế độ nghỉ lễ ở bên đó sao vậy? Em kể cho mọi người được không? Bên đó là làm việc là người ta được vacation một ngày bao nhiêu? À. Anh nghe nói là bên đó là cái đó là con nổi tiếng nhất bên đó đúng không? Là sao? Dạ, ở bên em thì là mọi người chủ nhật được nghỉ. Mọi người chủ nhật được nghỉ hết, mọi người là kiểu như chủ nhật là các cửa hàng đóng cửa hết luôn. Tiệm nail đóng cửa hết luôn. Tiệm nail đóng hết luôn. Yes. Mỗi có quán ăn thì còn mở thôi. Văn phòng, tiệm nail các kiểu là đóng cửa hết. Không được mình muốn mở được không? Hay bắt buộc phải đóng? Mình có thể mở. Hồi xưa là nó là một cái luật đấy anh. Hồi xưa là nó là một cái luật là chủ nhật là phải là ngày nghỉ. Ngày nghỉ đấy. Xong về sau thì luật đấy không còn nữa, nhưng mà mọi người vẫn có cái phong tục đấy, vẫn giữ lại cái nền nếp đó là ngày chủ nhật là ngày cho gia đình. Ngày chủ nhật là ngày nghỉ ngơi. Vết đấy. Để thứ hai lại chiến đấu. Rồi sao rồi ngày nghỉ lễ một năm một người làm mình đó được bao nhiêu ngày nghỉ? Ôi nhiều lắm anh, má ơi. Nhiều lắm hả? Nhiều ngày lễ lắm anh, nhiều ngày lễ được nghỉ lắm. Đấy anh, thì là tụi em cũng nghỉ theo ngày lễ của nước Đức luôn. Thì là cứ kiểu như là tháng nào cũng được nghỉ một hai hôm nữa ấy. Sau rồi yes anh, nhất là mùa Noel này, sau rồi ngày lễ hội lễ phục sinh ấy. Đấy, sau rồi ok, mùa hè thì không có ngày nghỉ nào hết, mùa hè thì không có. Nhưng mà từ tháng 10 này lại có một ngày, mùng 1 tháng 10 này. Sau rồi đến ngày mùng 6 tháng 12, 24, 25, 26, 31, mùng 1 tháng 1. Rồi tháng 2 là ngày 14 tháng 2 cũng là nghỉ này. Tháng 3 cũng ngày mùng 8 tháng 3 cũng nghỉ. Cộng là bao nhiêu ngày? Nhiều lắm, anh em không nhớ nữa. Nói chung là nhiều. Hơn tháng không? Cộng lại là hơn tháng gần nghỉ. Rồi, là năm được nghỉ tháng. Sướng. Rồi xong rồi, còn vacation personal day được bao nhiêu ngày? À, cái đấy thì là bên em thì là anh Hùng, anh ấy rất là kiểu, anh ấy tốt lắm. Anh ấy cho mọi người, anh thích nghỉ lúc nào cũng được, quay về lúc nào cũng được. Thật. Mà kiểu như là anh ấy trả lương cho mọi người là 50-50. Dạ, có nghĩa là mọi người thích làm bao nhiêu cũng được, thích... Nhưng mà nhá, cái tiệm của nhà mình nhá, không phải là một cái chợ đâu nhá. Anh thích đến là đến, anh thích đi là đi đâu nhá, không có phải đâu. Tất nhiên là phải bàn bạc trước. Nhưng mà anh ấy rất là kiểu thoải mái trong cái việc đó. Anh ấy thoải mái lắm. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ cho nhân viên, nghĩ cho khách. Anh ấy rất là kiểu gọi như nào nhỉ? Đối với em là em nhìn thấy ở anh ấy là một con người rất là tốt. Tại vì anh ấy tạo dựng lên một cái nơi cho mọi người đến kiếm tiền, không kiếm chuyện. Đấy. Kiếm tiền không kiếm chuyện. Sau rồi mọi người đến đấy, mọi người cùng nhau phát triển, cùng nhau yêu bản thân hơn này, cùng nhau càng ngày càng hoàn thiện bản thân, kiếm tiền, sau rồi về gửi tiền về cho nuôi gia đình này, rồi hàng từng ngày một mình sẽ có được một cuộc sống tốt hơn khi ở bên cạnh một người mentor, một người hướng dắt mình như anh Hùng hoặc là anh Vương. Đấy. Anh sẽ dẫn dắt ai? Anh muốn làm thầy mà. Đấy. Thầy dạy đi dạy học chứ bộ đâu, dẫn dắt ai? Thầy một người mentor cũng là một người thầy đấy anh. À. Đấy. Thí dụ như mà đi làm hãng, đi làm cho công ty thì một năm mình được nghỉ bao nhiêu ngày personal day? Có nhiều lắm anh, một năm là mình được nghỉ personal day là mình được nghỉ 22 ngày đấy. Còn là một tháng nghỉ lễ, yes. Rồi xong rồi còn nghỉ thêm 22 ngày yes. Nữa. Yes. Rồi nghỉ 2 tháng. Yes. Là làm năm được nghỉ 2 tháng. Sau rồi nha, nhiều lúc nhá, kiểu ví dụ nhá, ngày lễ là hôm nay là ngày lễ là ngày thứ năm đi. Đấy, sau rồi thứ năm, sau rồi người ta họ toàn xin nghỉ một ngày thứ sáu đúng không? Thì họ sẽ có vacation thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày để đi du lịch đúng không?
Nhưng mà tính thì là tính chỉ tính một ngày thôi. Đấy, hay lắm. Mấy tháng trước vừa qua Trung Quốc vừa gặp một ông. Ông ở bên châu Âu, ông về Trung Quốc, ông ở công ty. Ông nói gì ở bên châu Âu giờ tụi tao giàu quá, tụi tao không muốn làm nữa. Giống như là đất nước nó giàu quá rồi, không muốn làm nữa, giống như là làm. Ôi trời đất ơi. Như bên đó là người ta làm có tiền nhiều quá rồi, cho nên là người ta không có phải làm vất vả đâu như bên Trung Quốc rồi nữa. Không phải đâu. Họ nhá, ở bên Đức là họ có một cái mindset là suy nghĩ lâu về dài, nên là họ rất là để tâm về cái đầu óc của mình. Có nghĩa là tất cả những gì ở bên châu Âu là đều thay thế bằng công nghệ hết rồi. Có nghĩa là như là xe, máy móc các kiểu vân vân đúng không? Máy móc làm hết cho mình á. Nên là những cái con người bên đấy họ có cái mindset là luôn luôn phải giữ cái tinh thần sống thoải mái này, sống có kiểu như là giữ gìn sức khỏe. Đấy, mình không được phép cho mình vào một cái trạng thái bị burn out ấy. Nếu mà đầu não của mình không hoạt động nữa ấy, thì mình không làm việc được nữa đúng không anh? Đấy. Thế nên là người Đức là có cái mindset như vậy. Có nhiều người họ ăn phận thì họ đi làm ít xong rồi họ cũng ăn phận thôi. Nhưng mà mình thì mình cũng vẫn phải sống như thế, nhưng mà mình không ăn phận. Nhưng mình vẫn phải để ý vào sức khỏe của mình, để ý vào những cái hoạt động của mình hàng ngày ấy, để mình sống tốt hơn này, sống kiểu phải nói gì nào. Giống như kiểu là Vương thấy á, là giống như là hồi trước đây á, là Vương ở sống ở Việt Nam đi, Vương sống tới 16 tuổi, Vương qua Mỹ, Vương sống. Thì đa số người Việt chứ người châu Á mình là chỉ lo về sức khỏe cho bản thân thôi. Lo về sức khỏe, khỏe để khỏe trong cơ thể là được rồi. Đừng có giống như đừng có về. Nhưng mà sau khi mà một thời gian mà ở lâu á, Vương thấy ở Mỹ này, Vương thấy hôm mới đầu á nha, Vương thấy trời đất ơi, tụi Mỹ này bộ nó có thêm một cái ngành mà Vương không biết nữa, là giống như bác sĩ tâm lý. Yes. Đó. Vương ngồi Vương nghĩ trời đất ơi, mất cái thứ gì mà cần bác sĩ tâm lý, Việt Nam đâu bây giờ thấy cái thể loại đâu. Yeah. Đâu có dụ bác sĩ tâm lý đâu. Cái Vương còn nói ở Mỹ này chắc sướng quá, quá khủng quá. Không phải, không phải. Thì đúng, hồi trước là anh nghĩ như vậy. Yes. Nhưng mà sau một cái thời gian mà Vương sống ở đây, cái bắt đầu thấy là thì ra là cái tâm lý, sức khỏe tâm lý của mình á là nó rất là quan trọng. Yeah. Tại vì khi mà mình buồn hay là mình cái gì là nó dẫn đến cơ thể mình nó suy sụp là nó đúng bệnh rồi. Luôn. Đúng rồi. Cho nên là đầu óc mình nó thoải mái, nó vui vẻ đó. Yeah. Là mình khỏe mạnh. Yes. Đó, cho nên là người Mỹ với lại người người châu Âu đi, giống như bạn này từ châu Âu, Vương ở Mỹ được cũng được hơn mười mấy năm rồi, nửa cuộc đời Vương là ở Mỹ rồi. Vương thấy được là sức khỏe tinh thần á, tâm lý tinh thần rất là quan trọng. Yes. Nó là cơ thể của mình mà bệnh á là cũng nhiều khi từ tâm lý tinh thần nó sinh ra. Đúng rồi đấy. Cho nên là người châu Âu với người Mỹ đây, người ta có những cái lễ loại bác sĩ tâm lý rồi bác sĩ tinh thần rồi. Yeah. Người ta rất là quan tâm, ngay chính phủ đó người ta rất là quan tâm. Yeah. Đã. Anh nghĩ xem tất cả những người thành công nhá, họ đều đi tập sport, đi tập fitness, đi tập gym ấy. À. Yes, đi tập gym, anh Hùng cũng thế. Cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu là anh đi tập gym. Và em cũng vậy, anh Hùng bảo em phải đi tập gym. Không phải để em giảm cân đâu, mà để em xả stress đó anh. Dễ. Đi tập yoga này, hoặc là mình đi tập đi thiền, chị hiểu không? Đi thiền đấy, hoặc là mình có thể cũng đi vào chùa cũng được. Mình đọc kinh cũng được, không sao cả, độ giống nhau hết cả. Hoặc là mình đi vào nhà thờ, nhà chùa cũng thế thôi. Nhưng mình phải tĩnh tâm, mình phải kiểu giữ được một cái trạng thái, một cái bộ não tĩnh tâm và mình tĩnh tâm ấy. Yeah, và thanh thản ấy thì mình mới làm được việc lớn được. Thấy bạn này mình mới thành công được. Sinh ra lớn lên ở Berlin Đức nha. Mà nói chuyện như một bà cụ non ở Việt Nam như rất là giỏi tiếng Việt luôn, Vương bất ngờ luôn. Tôi nói tiếng Việt mà chẳng những là biết tiếng Việt nói chuyện là Vương đã thấy nể rồi. Này còn nói biết về phong thủy nè, rồi biết những câu thành ca dao tục ngữ rồi nợ đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện rồi, nó nghe cái là nhớ liền. Em rất thích mà, em thấy hay lắm, em thích lắm. Sao qua Mỹ hay sao? Em rất thích, em thấy mọi người bên này nhá, mọi người bên này rất là giỏi và mọi người bên này lúc nào có cái mindset là muốn vươn lên, muốn làm được tốt hơn, muốn kiểu như phát triển bản thân, muốn kiểu như là không chỉ ích kỷ nghĩ lợi cho mình đâu, mà mình những gì mình trải nghiệm mình chia sẻ với cả mọi người để mọi người không làm lặp lại những cái sai lầm như mình á. Mình chia sẻ cuộc sống của mình. Em thích lắm anh ạ. À. Em thấy rất là vui khi gặp được anh với cả mọi người bên này. Và mọi người cũng rất là đoàn kết nhá. Em cũng thích điều đó lắm. Rất là đoàn kết. Chiều nay là bạn về lại đi về lại rồi. Đó. Lôi kéo Vương qua bển để làm chi nhánh. Chắc nghe ham quá. Tại vì bên đó là chưa có cái hệ thống giống như cho tiệm nail của mình là nói chung hệ thống cho ngành làm đẹp thì có nhiều rồi, nhưng mà hệ thống mà quản lý cái kiểu mà Việt Nam mình á, mà thật ra thấy đúng cái kiểu Việt Nam nó phát triển ha.
như anh thấy cái tiệm nail mà ở Đức đi, hồi trước anh biết á, ở Đức, Canada là làm cái kiểu 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 bên đó, tiệm nhỏ nhỏ có 1-2 người thợ, không 5-6 người thợ là cao. Dạ. Còn mở cái tiệm giống như kiểu Việt Nam nha, kiểu Việt Nam ở nước ngoài, mở ra một cái là cỡ như vậy không á. Tiệm anh Toàn, tiệm anh Hùng á, sáng nay vừa coi camera lúc nào cũng chiều gần đóng cửa, lúc nào cũng có 5-6 người khách chờ. Trong tiệm là 30 người thợ là bận hết luôn. Dạ. Làm đẹp đủ kiểu luôn mà làm kiểu Việt Nam. Cho nên là cái kiểu Việt Nam chắc là cái kiểu the best. Đây là hơn cả châu Âu, hơn cả người châu Âu bản địa, hơn cả kiểu người Mỹ luôn. Đúng rồi các em. Đó cho nên là cái mà cái hệ thống quản lý kiểu người Việt Nam mà chỉ có Việt Nam biết thôi chứ ai biết đâu. Đúng không? Đây là Vương tập trung vô đó mà kiểu Việt Nam cũng hay lắm. Cho nên là Vương là đi tập hợp hết lại những cái người kiểu Việt Nam cái quản lý sao. Để đây tôi tự động hóa nó cho tôi biết phần mềm cho nó cho. Đó. Thì chắc đem qua châu Âu để bán. Châu Âu rất cần phần mềm của anh ạ. Và rất cần cái mindset của anh, cái cách làm việc của anh nữa, và của đội nhóm của anh nữa. Wow, anh rất là giỏi luôn. Em phục anh lắm anh ạ. Và em bây giờ hiểu tại sao anh Hùng lại chọn anh. Và em bây giờ mới hiểu tại sao lại bố mẹ em lại hâm mộ anh như thế. Em bây giờ mới hiểu thật đấy. Dạ, hiểu sao? Anh y chang như ở trên TV ấy. Ở ngoài đời anh y chang như ở trên TV. Anh không khác, anh cũng không có kiểu như là tỏ ra vẻ hay như thế nào. Anh không có một cái bài bản mà anh nói ra, nói gì mà anh cứ kiểu như là anh nghĩ cái gì trong đầu là anh nói ra thôi. Em rất thích điều đó. Yeah. Rất là chân thật. Và nó là một cái cảm giác thôi hả anh? Cảm giác là không dùng từ tả được hả? Đó là lâu lâu mình review người ta nhiều, lâu lâu mới có người review mình đó. Ờ, em xin lỗi. Thôi review tốt cũng được. Ok thôi chuẩn bị chắc Vương dẫn bạn này đi ăn rồi xong mà tiễn bạn đó về Đức thôi. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.